Cái này cây nu của công nha bạn, cây này già lắm, già rất là già nha, già phải nói là cây này mình giảm giá đến nỗi là nó gần rú tược luôn rồi nè, nó sắp xịt tược luôn, xịt tược luôn nè. Cây này về trồng dục vô chậu là ra tược liền, bảo đảm luôn, quá già luôn. Cây này hôm nay nói chung cũng không có cây gì mới luôn, mình cũng đem cây này ra giảm giá tiếp, anh em nào cứ thấy cây nào được ủng hộ giảm giá tiếp. Số cây nhà giảm giá, tại mấy bữa nay nói chung là mình không có đi lấy cây nên bán một số cây cũ ở nhà thôi, còn như nhà có một số cây bự quá mà bán đâu được các bạn, còn cây bự không, cây cảnh bự bự không bán đâu có được, quay mấy cây nhỏ nhỏ bán vị trí thôi. Cây này mấy bạn coi mấy cái clip cũ, cũ là mình có quay rồi, độ cao khoảng 30 thôi, cao nó khoảng chắc khoảng đây là đúng rồi, khoảng 30-32 thôi, 32. Nó già dữ lắm bạn, cây này nó già rồi, cái nó già, già bạn chưa từng thấy luôn. Cốt cành người ta nuôi cũng bự rồi nha, bự chán rồi nha, cái ngọn thấy cũng bự chán rồi nữa. Giảm giá nữa, cứ thấy cây nào được ủng hộ, cây nào không được thì cứ mua chơi, đăng ký kênh ủng hộ mấy bạn vị trí thôi, đăng ký kênh ủng hộ mình vô tham khảo chơi, tôi có cây này cây kia sau này một ngày nào đó, nhiều khi hôm nay mua không được, cây nó chưa hợp, nhưng mà một số nữa ngày sau nhiều khi có cây nào đó mình hợp mình mua ủng hộ nha bạn. Vũ công cây này nu già, được cái già mà nu cái da nó xù xì dữ lắm, nó già khủng khiếp. Nu công giảm giá bán, anh em nào mua được ủng hộ. Nói chung mấy bữa nay mình không có đi làm cây, nào mọi người thấy rẻ mà bạn mua nha bạn, mình giảm giá chừng nào bạn thấy rẻ bạn mua.